Chiến thôi. Bây giờ mấy anh em mình đi ra biển nha cả nhà. Giờ này cũng gần 9 giờ rồi. Mình chờ cho nước rút xuống nhưng mà nước nó không rút, nó cũng vừa chuẩn bị rút à. Hiện tại bây giờ là đã 9 giờ tối rồi. Anh em mình ra biển coi kiếm được cái gì không nha cả nhà. Nước còn lớn quá. Đó đó. Đó. Chạy đâu cho thoát. Chạy đâu cho thoát cả nhà. Trời ơi. Vô kèo. Công công. Tiếp. Kè con chà bá trước à. Chạy. Đâu? Lặn rồi, nó lặn rồi. Nè. Chạy đâu? Ghê chưa? Nè, mình cũng bắt được một em nè. Bắt được một em nha cả nhà. Đây, đi chơi cũng làm được em nè. Tiếc quá rồi. Chưa cho người ta coi luôn. Đụm thấy gì? Đó. Nha, bự chứ. Đó, này là con còng chó nè mọi người. Vô. Vô nồi. Tối nay coi như là no nữa rồi, no rồi. Đây. Chui hả? Đù. Đó. Cho bé lại nó chạy á. Núp được một cái luôn rồi. Sao mà núp được? Sao mà núp được? Được chặn lưỡi quá, có không chạy chứ sao? Đúng đây nè, đúng nè. Không. Đó đó. Chạy là đâu có được. Ừ. Đó. Bự nữa. Bự chắc con này bự mà. Ờ, em bắt chứ ai. Sao nó giật vậy ta? Lầm hàng. Ơ nó bò ra kìa. Đúng không? Ôi, chạy đây nè. Đạp nó lại. Ở đâu? Chứ không đâu muốn đâu mà đạp được. Ở đâu mới ra hay vậy? Nó chui với há rồi, ổng nó chạy ra. Con này bự ghê rồi cả nha. Thấy may là sao mà đỡ được, sao mà chạy thoát được. Hai bầu cô. Dạ. Đó, ra một em nữa. Hết rồi. Tu cái đèn lại vô đúng một cái là. Đúng luôn. Con này có trứng hay gì á? Cái hả? À. Cái này cũng cái luôn hay gì? Toàn là cái không à? Cái này mới ngon nè. Chân bò cá. Đó, lú là cái chân này kìa. Hen có con à. Thằng nào rồi giấu nó đùng mới là coi đại cũng có ngập chưa. Nè. Đó. Nói cái thằng nít thôi. Xem xíu vậy mất tiêu rồi. Là bậy không mà. Loại này nó rất là manh động cả nhà, nó chạy lên. Tù. Trứng không? Cái không à. Cái ơi là cái. Đó đó, lút kèn lên. Dính. Ta bắt cá hai tay này, bắt cua hai tay luôn hả? Trời ơi, hai tay hai con. Giỏi. Sâu lắm, mấy hàng này sâu không? Sâu đâu. Hai gào à. Chừng hai gào à, lòi nữa. Đừng kẹp anh nhé.
ông rừng Bình Thuận bành bao. Ê lộn bành vợt à. Đúng rồi hả? Lên hả? Còn mẹ đẻ là sao ta? Tập là chi ta? Cáo thiệt lẹ. Ê, em ơi sao nằm đây lẻ loi. Lên. Đó. Hàng thì xâm liệu. Ừ. Mập béo ngay luôn. Không nữa kìa, hai con luôn kìa. Lụm chai luôn hả? Hay quá, Phong ơi. Cái đèn đó. Đây nè. Tất cả củ bắp cua sáng giờ nó không có. Chà, rửa cái. Nó còn bự rồi. Rửa cái phao nước lại. Đường nhà mình nước cũng rửa mà. Mà hồi mình nhúng, mình rửa nguyên tụm luôn. Cũng chơi chi hả? Rồi đây là thành quả của anh em mình đi một vòng này cả nhà. Bây giờ anh em mình làm là nấu cháo nha. Lạc cái này không lấy gạch được ha. Đó, quá trình mình bắt còng mà rửa sạch sẽ giờ mình cho vô nồi. Đèn lội vô cháo quá, lấy cái đèn ai lội vô coi. Đó, vô. Hồi nãy còn dư mớ cua mình bỏ vô nấu cháo luôn nha anh em. Một cao. lậm cháo này chắc đeo khúc cuối hút chứ giờ nóng quá. Múc ít thôi, múc sao múc dữ vậy? Tại để múc ít thôi à, mình thử trước đây nha anh em. Anh Phong nha, đây là của anh Phong nè. Hay quá, test thử của anh Hai đâu? Đây Hai đây nè. Anh ăn cái chén đó, mình chấm vô nước chấm thằng Thanh nè. Rồi nha, mời cả nhà nha. Cái này để múc luôn chứ. Ủa, bỏ ngoài thôi không? Em ăn cái gì? Bốc hả? Không, rồi ai cũng kia hết, để em chút cái nào được rồi. Mình cũng thử con này ngọt quá anh em ơi, béo nữa. Thử con này. Không ý là bây giờ mình quay thì em múc cái chút luôn chứ. Mời cả nhà nha. Con này ngọt béo lắm. Làm thử cái món này kìa. Quá trời. Ngon anh em ơi. Xích tính xé không Thanh chút em. Được rồi. Mà đuổi ra nó ngọt không nó ngọt cực kỳ luôn nha. Ngọt ngọt béo đã chưa nó đó em làm hết đây nó có gì béo nha. Mời cả nhà nha, hôm nay mình đi ăn chậm á, mình đi sinh tồn ăn còng nha cả nhà. Đây là những con vật mà bẹ là anh em đi bắt mình được. Chấm mướt hôm nay mình nấu bài bản ở nhà là vip luôn á. Mời cả nhà nha, cả nhà lượm miếng còng nha, cả nhà còng nấu cháo bỏ hành vô hay gì. Đây là ở nhà mình nấu gia vị đầy đủ không hả? Béo không? Một béo. Một béo. Nó ngọt mà béo lắm. Mà ngọt. Biết mà. Má chấm thêm nước chấm thằng Thánh nữa. Mời cả nhà nha. Vô anh em ơi, đảo quá. Làm quặng còn mấy răng gãy hạch luôn. Công nhận ngon kia chứ. Béo à. Là một bên nữa. Béo lắm. Mời cả nhà nha, cả nhà. Quá ngon lắm. Hoài không kiềm chế được anh em ơi. Cái này mà có 2-4 lon nữa ngon ha. Quá đã. Ây da. Ây da. Nhức cái nách quá. Thử miếng nè. Nhức cái nách. Rồi, dưới đây. Mời cả nhà nha. Ngọt ghê chứ. Đúng là bắt lên làm liền đã ha. Mình bắt lên mình làm liền á. Cua nó cũng ngon mà chiều cua cũng ngon, nhưng mà cái con này cũng ngon. Cái này mà hồi nãy mình nhai luôn dở luôn cả nhà. Nó ngọt mà nó béo nữa. Trời, không có thứ nào chịu nấu thứ này. Kêu miếng chanh cho nữa coi. Đấy, phiên idol nè. Hấp miếng cháo luôn rồi. Rồi, mời cả nhà nha.
Mở nhà dùng với mình con còng nha. Chấm miếng bả bộ. Vô thôi. Ngon. Lý quá. Ngon. Ngọt ngon ha. Đỉnh á. Ngọt nghe. Ngọt mà béo á. Béo. Ngọt mà béo nữa. La bằng lên. Mời cả nhà ăn thử miếng cháo cũng anh hay làm miếng cháo nha. Đỉnh của chớp. Sao anh? Trời, trời lạnh ở ngoài rừng này mà húp miếng cháo này đúng ngon luôn á. Ngon quá. Đâu, mình cũng làm luôn chứ. Rồi, đến vô cùng luôn các anh. Vô vô. Đã chứ hả? Cái này giống giống nước của mẹ quá à. Ngon. Nó ngọt phải biết con em ơi. Ngọt là nó béo béo đã rồi gạch nó ra. Ở ngoài này thì âm thanh ánh sáng nó không có được tốt cho lắm. Hôm nay hiếm cũng ra đâu anh em ơi. Hàng hiếm. Cầm mình ngon cơ chứ hả? Đây. Một lưỡi muôn đâu. Mình làm miếng cháo. Bỏ miếng mưa ớt thằng Thánh vô. Quậy lên. Cháo này còn nóng lắm. Đây. Ăn được đâu. Mời cả nhà nha. Mời hoài á. Làm miếng cháo cho cả nhà. Ngon quá, mời cả nhà riết luôn à. Thật sự là lần... nó nóng mà nó ngọt, dở tiền nó ngọt. Thật sự là lần đầu tiên cảm giác nó giòn. Lần đầu tiên mà được trải nghiệm với đi chung với anh em trải nghiệm bắt những cái con như vậy nè, bắt ăn trực tiếp á là rất là ngon luôn, mà lần đây là lần đầu tiên được ăn cái con này luôn á. Con này là con còng đúng không? Còng gió. Rất là ngon luôn. Giòn. Nó sao? 10 điểm luôn. 10 điểm. 10 điểm. Thật sự là ăn luôn được mấy cái chân này nè, cũng ăn được luôn rồi. Ăn hết, ngon lắm. Nè, giờ vô miếng cháo nè. Em chỉ sợ gãy mấy cái răng, còn mấy răng cửa gãy luôn thôi à. Còn mà cái này là em ăn được hết á. Giờ vô miếng cháo nè. À rồi. À, Trường. Năm anh em mình mừng cái coi. Cùng với coi. Cùng với coi. Vô. Tại anh Trường ít ăn nha cả nhà thông cảm anh Trường nha. Vô. Quá đã. Rồi, quá ok. Eco luôn. Là ngày thứ hai cả nhà ơi. Hôm nay mấy nay mình tiếp tục đi ra ngoài những cái lùm cây, những cái mương đó. Mình anh em mình kiếm coi có cua nữa không nha cả nhà. Tại vì ngủ đây một đêm mà hôm giờ là không có nghỉ ngơi gì được hết đó. Như thứ nhất là mũi, thứ hai là lạnh quá. Thì anh em mình không có trang bị đem cái này đem cái kia để đắp. Nguyên cả đêm mà hôm anh em mình ngủ không được. Bây giờ là anh em mình bắt đầu là đi nha cả nhà. Rồi mình hôm nay bắt được cái gì Nghĩa quay lại cho cả nhà cùng xem nha. Cái nữa là rồi đi theo cả nhà ơi. Mình chọn cái mũi này nha. Chào các chiến hữu nha. Đùa quá, địa nào biển rồi. Sao nó nước này lạnh dữ ta. Xìa con với nhau biết bơi nha. Nước lạnh dữ ta. Ngon ghê ha. Đi câu à. Lo quá trời. Rồi nhỏ quá ha, không có sợ bự đá. Được có hẹn không? Đạp hang. Thôi nhỏ mà. Đúng gì vậy? Đó đó đó. 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 Trời, con phong này thiệt. Hàng kia nó lên rồi. Đó. Đó. Thằng Nghĩa, chặt cùng Nghĩa luôn à. Rồi. Rồi đi luôn. Lý ta. Em không có lên.
Đó. Đó. Đạp hàng bự đó. Đạp 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 đạp, đạp cái ngách đó, đạp ngách đó. Hàng bự. Đạp đạp cái ngách kia kìa. Cái ngách này nè. Ừ. Phong lay chân ấy. Trời, hai ông đạp hai lỗ rồi nó ra đường nào? Ai út đi mà. Bố ta. Bích luôn rồi. Lay luôn. Giữ, đây anh nghe. Đó. Thằng nào đó? Nó phải phụt mạnh cái nó mới lên. Yếu quá. Có hàng bự á. Hàng bự. Trời ơi, bự à. Đó 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 đó. Chụp 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 ở đây chụp. Rồi đi luôn. Rồi lấy cái này lấy cái này xong phát. Ừ. Phương bên kia bắt được con kìa anh em. Cưa cua nhỏ hả? Cũng được ha. Hay nha. Dạ được con đầu tiên anh em ơi. Không có một tay là không dám chơi rồi. Ờ. Đây, con đầu tiên. Ủa, ếch bự. Ếch bự. Ồ. Ồ. Ếch bự kìa. Đâu? Kìa, nằm kia. Ếch kìa. Ồ, ếch kìa. Ơ, nó nhảy rồi, nhảy rồi. Rồi, khỏi bắt luôn. Cái trời lúng vậy. Ừ, đó 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 nó kìa. Gặp được rồi nha. Cái. Ngay chỗ anh hai ngậu luôn. Nhiều quá. Ngay chỗ này là ngay chỗ anh hai bảy ngậu luôn. Ngay chỗ anh hai ngậu nấy luôn nè. Đúng dữ vậy trời. Được con nữa là con thứ hai. Kẹp con móc. Ra mà thấy. Rồi đó. Chín luôn rồi. Ờ nó qua ra đây. Ồ bà khỉ à. Lắm hang. Chưa. Nó tụt xuống lại. Rồi. Chưa, nó lỗ qua lỗ bên này nữa là. Lỗ nhỏ quá nó không có chui ra được. Cục cái, cục cái không? Ừ. Chỗ rướng là còn ra nữa. Ở cái dao ra chỗ ra mày. Tôi sắn cái chết luôn. Ra, tôi la. Đừng la bậy nha, đừng la bậy nha. Đó 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 đó. Thấy không, không có Phương là không có làm ăn gì nữa. Chu cho. Ý. Ông à, ông à. Ý, 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 ý. Vô lại. Ủa là sao? Ông này chắc tôi quốc không quá. Quậy, quậy đi Phương, quậy đi Phương. Ủa alo, vậy là sao? Đây, anh hiểu ra luôn, cái móc nó hiểu ra được mà. Nó gãy vô, nó đây nè, nó còn nằm đây nè. Đó, 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 đây nè. Từ từ Phương nóng quá. Đó, chặn cho nó bò vô nữa sao? Chậm mà chắc vô cục sình lên cái là hút đó à. Coi chừng đi táp cái vô. Dây đâu? Đã ghê chưa kìa. Lấy cái dây ấy luôn kìa, đằng sau lưng có dây cái dây gì đó. Nè từ từ đẹp lấy. Tước ơi, tước ra mới được. Phương. Đây à. Nó đứt làm đôi rồi anh à, giật cái này ra đi. Nó bực mà. Dao. Vô. Nó dính. Như còn nữa con ơi. Còn. Chặn bên lỗ bên đó lại. Còn á. Con nhiều. Trời nè. Cắt đây không? Ờ cắt ngắn luôn mày. Để vậy luôn đi, để bột đi. Bỏ đó trên lưng đi. Nó gì bự dữ vậy? Bự nhỏ gì bự cột cho chắc. Bán đồ sợ. Sợ nó chạy chứ.
Coi đại ca cọc cua nè. Giờ mình ta chuyên nghiệp thì nó cọc đẹp hơn, mình không chuyên nghiệp mình cọc xấu hơn. Ông anh gì mà cục tay nó còn mới lịch sử. Ta một tay còn lẻ. Ông Hòa Cần Giờ. Hòa hả? Ừ, dạ. Hòa Cần Giờ. Đúng rồi. Chính đúng. Xác luôn chứ fan ruột mà sao vẫn chơi được. Ông qua ổng không biết mình là fan ổng thôi chứ. Ông mà biết anh một cái là ông yêu quý anh lắm luôn á. Qua ông qua anh rồi xem ủng hộ anh liền. Mình không một like và một đăng ký liền. Chuyên nghiệp hay không không biết, nhưng mà hồi nữa đào gãy luôn cái cài của con nhỏ luôn đi. Mình không có chuyên nghiệp nha cả nhà, mình chỉ chuyên môn thôi. Mà chuyên môn phá. Con này là con thứ hai nè cả nhà, trong này một con. Ủa cái con à, con kêu Phương cả nhà. Hai con. Ê nhà, kêu dớ luôn anh em. Vô nồi. Xong, một em. Vô bao. Ừ. Rửa con đây, kia. Rửa đây. Rửa đi, quay cho nó rõ. Xác bên đít. Rồi con. Rồi xong. Mình làm sao hồi nó bị sao rồi hả? Cá nó ra cái là anh cũng không à. Cá nó mà ra cái anh cũng ra luôn á. Chứ được. Kẹp tiêu cây à. Cái này thẳng thế không? Ừ. Kẹp đứng lên luôn à. À chỗ này không cắm vô là đụng nó. Sao bằng cái con hôm qua ngon ha. Con một càng. Con này nhỏ hả? Đúng chưa? Cây về đụng. Gần đụng. Chỉ có một con nhỏ dễ thương. Kẹp cứ ngắt rồi. Đó. Đúng rồi đó. 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 Cái này thẳng thế. Ừ, đó đụng rồi đó. Đó. Đúng rồi đó, đúng đó, đúng đó. Đúng không? Đúng đó. Ừ. Đúng đó. Lên nè. Đụng cái cây. Lên nè. Đang lên nè. Rồi chúng ta tới cái hàng đó. Nằm ở trên này rồi. Đó. Đó nó nhả rồi. Nó buông ra rồi đó. Thấy nó đâu? À. Rồi lên này, lên này, lên này. Cũng được. Đó. Anh cũng được chứ bộ. Bỏ đây rửa cái coi. Vậy mà là nhỏ. Ba em. Lấy dây anh ba. Ông ngồi không? Lấy dây sẵn luôn rồi kìa. Đúng là kinh nghiệm đầy mình. Anh hai con. Rửa nó luôn à. Anh. Bước cái kia sạch hơn kìa. Bước ra tới. Có nó sạch sạch xíu rồi. Còn gần hai con. Ngồi xuống rồi, ngồi xuống không chứ biết rồi. Thử còn không? Cho tay xuống thử coi còn không? Đây nữa. Ừ đó, thẳng xuống. À, cũng ngắt rồi, nhỏ xíu rồi hết à. Rồi. Đó là mình láng đi rồi, láng móng nó ngắt luôn. Ông chỉ một phát đó, chỗ này nè, đấy là xuống là có luôn không? Còn dựng hàng bên kia nữa kìa, bên kia có hàng chà bá luôn kìa. Rồi xuống này, xuống ngắt xuống đây đi, mẹ đi. Để nhìn cho khỏe. Cũng đỏ heo luôn. Đó cái heo đó đó. Dạ, có em trọng á. Ba con. Bình bác muốn nó gần chín này nè. Ăn được cái này nghe các bạn. Cái này ăn được nè. Ăn cỏ luôn. Ngon.
ngon nha. Đây các bạn, này ăn ngon lắm nha. Cực kỳ ngon. Nếu mà mình lạc một cái chỗ nào đó mà có cái này không thì mình sống được nha. Ăn nó đỡ khác. Vậy là ngày hôm nay anh em mình đi được 3 con cua rồi cả nhà ơi. Hôm nay không như hôm qua thì có cua bự, nhưng mà hôm nay là cua nhỏ nữa. Thôi cho anh em mình cũng kết thúc clip đây luôn nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà những clip sau gặp lại cả nhà nha. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.